Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tựa game là Bingbot các bạn nhé. Thì như trên màn hình các bạn cũng có thể thấy, hiện tại thì mình đang âm trên game khoảng tầm 42m. Thì hôm nay tổng tài sản của mình đang có khoảng tầm 192m mình đem vào game. Thì đây là tất cả những gì mình có rồi. Và hiện tại nếu anh em nào mà biết hoàn cảnh của mình thì mình cũng xin kể luôn các bạn nhé. Anh em nào không biết thì mình cũng xin kể luôn. Hiện tại thì đây là tất cả cái số tiền mình đang có rồi anh em ạ. Kể cả tiền ngoài mình nạp vào đấy hết rồi, cắm nhà cắm xe. Nói chung là bây giờ mình đang trong cái giai đoạn khó khăn các bạn nhé. Và hiện tại tổng trong này đang có 192m. Thì hôm nay chúng ta sẽ cố gắng kiếm và lấy lại tất cả sau những cái hôm mà thua tha rất là nhiều. Thực sự luôn là có rất là nhiều anh em đồng cảm với mình trên kênh của mình, thấy mình thua tha thì hay vào hỏi thăm mình. Nhưng mà cũng có một số thành phần thấy mình thua tha nhiều, cứ chửi mình các kiểu này nọ. Rồi có những anh em cứ nhắn tin xin tiền, xin cốt, rồi lộc lá anh em này nọ. Nhưng mà thực ra mình có ăn có thắng được nhiều đâu, đúng không? Mình đang thua rất là nhiều anh em ạ. Cho nên là câu chuyện mà để lộc lá các kiểu anh em không có đâu nhá. Đợi lúc nào thắng mình chỉ lộc được cốt thôi. Mà cốt thì mỗi anh em nhận một lần các bạn nhá, không thể nào mà nhận nhiều được. Một người nhận nhiều lần thì không có, có nghĩa là mỗi anh em chỉ nhận cốt một lần thôi các bạn nhá. Đó, ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là hôm nay chúng ta sẽ kiếm thêm được bao nhiêu. Mình thì mình sẽ đặt mục tiêu là khoảng tầm 300m các bạn nha. Và vẫn là cái công thức cũ, thì chúng ta chơi Big Boss đấy, à chúng ta chơi Super Bull đấy, thì chúng ta cần phải bắt buộc một cái bước, đó là test cầu các bạn nhá. Các bạn mà không test cầu thì đảm bảo luôn với anh em là rất là dễ toang luôn. Cho nên là chúng ta phải test cầu các bạn nha. Ok, thì mình vẫn sẽ theo công thức cũ, theo đúng nguyên tắc các bạn nha. Mình sẽ test cầu hai cửa bên ô từ chết rồi anh em ạ, tay này lag rồi. Bây giờ xem mở cầu xem nào. Ok, buôn một đó, thế mừng rồi anh em ạ. Buôn chín ngon luôn, một tay ăn 40 triệu các bạn nhá. Đó thì đấy, anh em thấy không, lúc nãy mình, anh em để ý nhá, lúc nãy mình đang nói chuyện anh em dở mình quên đấy. Lúc đầu sau khi mình test cầu thành công mình vào tiền gần như là ăn các bạn nhá. Ok, như vậy lên 232m rồi, cố gắng kiếm càng nhiều càng tốt anh em ạ. Trong cái giai đoạn như này thì thực sự luôn là chúng ta thắng thì chúng ta cố gắng thắng nhiều, còn thua chúng ta để cố gắng thua ít các bạn. Thua buôn 8 là thế có điểm rồi anh em ạ. Thôi xong rồi, vừa ăn một tay lại trả rồi anh em ạ. Vừa ăn lại trả nhưng mà tính ra vẫn lãi đúng không? Rồi, thì chúng ta lại quay trở lại với test cầu thôi. Ví dụ như tay vừa rồi chúng ta ăn, chúng ta đánh chúng ta không ăn không được đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại phải quay trở lại với test cầu anh em đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với test với mức cược đó chính là 500, vẫn là công thức cũ thôi. Thì sau khi mà các bạn đánh to mà không ăn thì chúng ta quay trở lại mức cược nhỏ chúng ta test các bạn nhé. Đây ví dụ như pha này thì lại là một pha test cầu thành công này. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục vào to hai cửa này. Đó, cứ đánh theo kiểu nhấp nhả như thế các bạn nhé. Còn kể cả cái tay này mà thua đúng không, thì chúng ta vẫn lãi được cái tay 500 vừa rồi mình đánh. Các bạn hiểu ý mình không? Đấy, cách của mình đánh mình đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Cho nên đừng anh em nào chê các kiểu. Thực ra thì không phải là khi lúc nào áp dụng thì cũng ok. Tại vì là bây giờ nếu mà tính cái số tiền mình âm nhiều như thế là cũng là do phương pháp này mà ra anh em ạ. Đó, cho nên nó cũng tùy từng lúc thôi các bạn nhé. Đó, ok, như pha này thì ăn này. Nhưng mà mình thấy ăn cái số tiền quá là nhỏ các bạn nhé. Cho nên bây giờ mình lại giảm mức cược xuống 1m anh em. Đánh cũng phải an toàn. Đó, mình đánh là mình đặt an toàn lên đầu các bạn nhé. Ok, và tay này thì mình sẽ vào mỗi cửa 1m các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là tay này như nào. Tay này mà ăn thì tay sau mình sẽ vào tăng cược, còn tay này mà thua thì chúng ta lại phải quay trở lại test cầu với mức cược là 500 như ban đầu. Đó, anh em thấy không, đánh như này chuẩn chưa, chuẩn đúng không? Rồi, nhưng mà ăn vẫn ở mức nhỏ luôn. Mức này tôi nghĩ anh em nên giữ nguyên cái tiền cược 1 triệu một cửa cho nó an toàn các bạn nhá. Đợi khi nào ăn nó to to một tí, lúc đấy chúng ta ít cược xong chẳng sao. Còn bây giờ chúng ta cứ để mức cược 1 mét như này cho nó an toàn. Nói chung là an toàn là trên hết anh em ạ. Đánh thì tiền thì kiếm rất là khó, mà mất rất là dễ, nhanh lắm anh em ạ. Một khi thua nhanh lắm. Đấy mà kiếm nhiều khi cũng khoai, nhưng mà thua nhanh lắm. Chúng ta cứ phải cẩn thận các bạn nhá. Rồi, ok, buôn 3 này, buôn buôn này, buôn 29 này. Đấy, cái tay này thì ngon này các bạn này. Đấy, tay này ngon thì mình hoàn toàn có thể vào cược to ở tay sau. Ví dụ tay này mình có thể vào 2m ở tay sau. Đấy, nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi thì đến bây giờ mình vẫn có lãi đúng không? Lên 249m. Mình chỉ cần ăn thêm tay này nữa, ăn to to một tí tay này nữa là mình nghỉ luôn. Được, mục tiêu lên 300 thì anh em cứ lên khoảng tầm 270-280. Anh em nghỉ cho tôi cũng được. Đấy, không phải nhất thiết là lên 300 là cứ đúng 300, không dư, không kém. Thực ra đấy là không phải các bạn nhá. Nghĩa là chúng ta cứ gần đạt mục tiêu chúng ta nghỉ. Bây giờ 270 tôi nghỉ luôn, đánh làm chó gì nữa đúng không? 272 đấy làm chó gì. Đấy, nghỉ luôn các bạn nhá. Ok, khá là tuyệt vời. Rồi thì bây giờ mình sẽ dừng video tại đây. Với bạn nào mà chưa tải được cái Bingbot này, các bạn có thể tải game và nhận code thông qua link để dưới phần mô tả của video nha. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.